Trước khi mổ máy thì mình giới thiệu qua về cấu hình của con Honda 10. Thì về màn hình cũng thiết kế là tràn viền là tai thỏ. Sau nắp lưng thì là làm bằng kính cong hai chiều. Thiết kế cong hai chiều này thì giúp nhìn từ xa thì mình có thể nhìn thấy ở các góc độ khác nhau, nhìn thấy nhiều màu sắc. Về chip thì sử dụng chip Kirin 970. RAM có hai phiên bản là 4GB và 6GB và bộ nhớ trong cũng thế là 128GB và 64GB. Cái điểm mạnh của con Honda này là được thiết kế thêm cảm biến vân tay ở trên màn hình này. Thì cảm biến này thiết kế là cảm biến siêu âm, giúp cái độ nhạy nó cao hơn và bảo mật cao hơn. Lúc dùng tay các bạn có bị mồ hôi hoặc ướt thì vẫn có thể dùng được. Ở phiên bản này thì có thêm hỗ trợ thêm công nghệ AI 2.0 giúp xử lý hình ảnh nhanh hơn, nó còn nhanh hơn cả iPhone X. Và bây giờ mình sẽ tháo cho các bạn xem máy bên trong của máy. Cái nắp lưng này thì là được làm bằng kính cong hai bên, thì lúc mà mình quan sát ở các cái góc khác nhau thì nó sẽ nhìn thấy được nhiều màu sắc, tinh tế hơn nhiều. Nó lưng này được dán lớp keo tương đối chắc, còn chắc hơn cả Samsung. Keo dán của Honda 10 khá chắc, mà dẻo, độ dẻo cao, nó khó mở hơn những cái dòng khác. Cái phiên bản này cảm biến vân tay ở phía trước nên là bây giờ mở nắp lưng nó tiện hơn, thì là không sợ bị cắp vân tay như những dòng khác. Mình tháo được cái nắp lưng rồi. Đó rồi. Mình tiếp theo là tháo hệ thống ốc. Tem voi, tem nhà sản xuất. Cặp sạc và pin, connect pin. Đây là cặp màn hình. Rồi mình tháo cam trước ra. Cam trước là 24 MP. Cam sau này là hệ thống
cam kép 24 MP và một cái là 16 MP. Con này tiếp theo này. Tháo được cái mên này là mên mạch này như đơn giản gọn gàng. Tháo tiếp cái phần cắm sạc. Đây là cái tháo cái phần cái hộp cam, hộp rung và hộp loa. Hộp loa và rung ra ngoài. Ở đây các bạn nhìn thấy cái connect cảm biến vân tay, cảm biến siêu âm ấy. Thảo cái connect sạc, cặp sạc, cặp dẫn sạc. Đây là cặp màn hình. Tháo cái cụm này là cụm connect sạc và tai nghe. Đấy. Chỉ có cái dòng chống nước và cái mic thôi. Rất tinh tế. Đây phía trên này là một màn hình cáp nối xuống như thế này và pin 3400 mAh giờ. Đây là cái loa tra loa thoại, chỗ này là tiếp giáp tiếp xúc của cảm biến. Mình tháo hay là đến đây thôi, còn cái mên thì mình sẽ mời các bạn xem cái lồng trong này có chip. Bọc như bọc cua. Đây là con chip Kirin 970, nhưng ở trên lưng nó lại cộng con RAM ở trên, còn ở dưới là chip. Đây là chip này hai lớp, ở dưới là CPU, trên là RAM, và bên cạnh đây là cái ổ cứng của nó, bộ nhớ trong ấy. Phiên bản này là 128 GB. Đây là cái ổ sim card, đua sim. Cái phiên bản này là 128 GB, họ đến đây họ không thiết kế cái thẻ nhớ ngoài nữa. Mặt trên này thì là các cái lồng, các cái module về sóng rồi là nguồn, ví dụ là cái phần sóng, và bên này là phần hồi sinh nguồn. Chip hồi sinh nguồn, các bạn nhìn cái bên nó đơn giản này. Vừa rồi mình đã tháo xong cái máy Honor 10 cho các bạn xem ở bên trong. Thì các bạn muốn mình tháo máy gì nữa, những cái đời máy khác thì comment bên dưới. Và nếu bạn nào muốn sở hữu cái máy này thì truy cập vào đường link ở dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và mong các bạn ủng hộ mình. Xin cảm ơn.